bóng chạy nè, đó đó, chạy liền các bạn ha, rất là xa đó. Thì bây giờ là mình tắt nè, đây mình tắt nha. Xin chào các bạn, đây là đầu mod. Đầu mod này thì biết sử dụng cho cái gì không? Thì đầu mod này sử dụng cho máy rửa xe các bạn ha. Thì đây là tin vui cho những bạn mà bất tiện trong cái trường hợp mà mình xài máy rửa dây đai á. Đó thì các bạn phải là tới tắt CB, tắt cầu dao để các bạn tắt máy, mở máy. Thì hiện tại đây cô đang cung cấp một loại đầu mod điều khiển như thế này để mình kết hợp vô máy dây đai cho nó tiện, để khi mà các bạn hoạt động, các bạn khỏi cần đi tới lui nhiều lần thì các bạn có thể là gắn vô đây. Đó, móc vô cái quần mình nè. Đó, toàn ten vậy nè. Đó, khi các bạn mà muốn bật, mình vịn cái này cái để nó văng nè. Bấm nút là máy chạy các bạn ha. Đó, máy chạy. Đó, các bạn muốn các bạn tắt. Cửa xong tắt. Đó, nó rất là tiện. Và tin này cũng rất là vui cho những bạn hiện tại là đang xài máy dây đai các bạn nha. Đó thì cái này hiện tại là Taihiko đang cung cấp với giá rất là ưu đãi. Thì các bạn muốn biết thì vô taihiko.vn bạn nha. Còn thì hôm nay mình làm được cái clip này để cho các bạn biết công dụng của nó như thế nào. Đó, thì cái đầu mod này nó sẽ kết hợp với hai cái này các bạn ha. Đó thì cách câu rất là dễ, thì thay vì máy dây đai các bạn câu trực tiếp từ đây vô đây luôn. Thì bây giờ là cái bộ nó là gồm đầu mod với hai này. Đó thì các bạn câu một dây vô đây, còn một dây vô đây, thì ở đây nó sẽ ra một cục điều khiển từ xa nữa. Đó thì một bộ nó là hai này, những cái đầu mod thì các bạn câu thẳng vô cái CB để các bạn sử dụng cho cái máy dây đai. Hoặc là có thể các bạn gắn vô cả những cái máy mà cao áp mà không có công tắc điều khiển luôn bạn nha. Đó thì máy cao áp hình như đợt trước bên mình cũng có làm clip rồi, thì hôm nay mình test thử qua máy đai xài cũng rất hiệu quả. Thì cái này nó độ xa nó tầm 30m đến 50m bạn. Thì bây giờ mình muốn các bạn muốn biết, mình bây giờ mình sẽ đi xa, mình test cho các bạn được cái độ xa của cái đầu mod này nó như thế nào các bạn nha. Các bạn nhìn nè ha. Đó, mình sẽ đi xa từ đây qua đó khoảng tầm 20m. Đây bạn nha, khá là xa. Nếu mà cái tiệm mình không gian rộng, mình đứng ở đây là mình có thể mình bấm chạy nè. Đó, đó, chạy liền các bạn nha, rất là xa. Đó, thì bây giờ là mình tắt nè. Đây, mình tắt nha. Bây giờ mình sẽ đi xa hơn nữa, mình đi tuốt kia luôn. À, qua đây, qua đây, qua đây, đây. À, mình sẽ đi tới cái chỗ mà máy xe luôn bạn. Máy xe đó thì nó xa lắm, đó, nó khoảng gần 50m hơn bạn. Đó, bạn đứng đó đi, đứng đó đi. Đó, đối với mặt bằng bạn không thể nào mà rộng như vậy được. Thì các bạn nhìn nè, đó rất là xa. Đó, có thể điều khiển được luôn, phải không bạn? Các bạn thấy không? Xa lắm. Ở đây mình đón khoảng hơn 50m đó, mà nó vẫn bắt được sóng các bạn nha. Đó, giờ mình tắt nè. Đó, đó thì cái này rất là tiện lợi đối với những bạn mà đang xài máy dây đai. Các bạn có thể là mua thêm cái đầu mod này để các bạn hỗ trợ vô cái máy dây đai của mình, để mình khỏi cần tốn thời gian tới lui tắt máy khi mà mình hoàn thành rửa xong một chiếc xe, hoặc là hoàn thành công việc hàng ngày bạn, những như tưới cây các thứ này nọ đó. Đó thì các bạn có thể dùng đầu mod này. Mình đi rất là mệt bạn. Đi qua bên đó là 15m, mình đi qua bên kia khoảng chừng hơn 50m mà nó vẫn hoạt động được các bạn nha. Thì đi như vậy nó rất là tốn calo, tại vì mình quyết tâm về cái sản phẩm này nên là mình thấy khá là hay. Đó nên mình làm clip cho các bạn coi, nó có thể là gắn dùng được kể cả máy dây đai chứ không riêng máy có áp bạn nha. Đó thì các bạn mà muốn biết cái tính năng thật sự của nó cũng như giá cả nó, thì các bạn như mình đã làm nhiều clip, các bạn vô trang web taihiko.vn, hoặc các bạn có thể là điện trực tiếp vào số điện thoại mình có để ở dưới video đó. Mình tên Phước thì mình sẽ hỗ trợ các bạn tốt hơn về những sản phẩm mình làm bạn nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.